Hello mọi người, bây giờ đã gần 12 giờ trưa rồi thì bây giờ Trang sẽ đi chạy bộ. Quá mập rồi. Đây là quang cảnh nhìn từ nhà của mình. Nhà của mình thì ở ngay trung tâm luôn. Và mỗi lần mình đi chạy bộ thì mỗi người mình sẽ thay đổi một địa điểm. Thì hôm nay mình sẽ tới một cái công viên ở cách nhà mình 2 cây số. Vì vậy nên là mình sẽ đã lên cái tram này để mình đi tới. Thì tram ở trên city thì nó như free, khá là tiện cho mình để đi lại trong khu vực trung tâm thành phố. Đây là mình đã tới cái chỗ công viên. Các bạn thấy trước mặt mình là cái công viên Cotton Garden. Và vì Melbourne đang trong thời gian lắc đơn nên là các bạn có thể thấy là dù là 12 giờ trưa thứ hai nhưng mà đường phố ở city rất là vắng vẻ. Bởi vì thời gian mọi ngày mọi người đang ở trong thời gian lockdown day 4, có nghĩa là mỗi ngày các bạn chỉ được dành ra 1 tiếng đồng hồ để ra ngoài exercise thôi. Như bạn có biết thì Melbourne đang trong thời gian lockdown nên là tất cả mọi người khi ra ngoài đường đều phải đeo khẩu trang như thế này hết. Tuy nhiên thì khi mà các bạn chạy bộ thì các bạn có thể, đôi khi các bạn có thể mở khẩu trang ra để mình có thể hít thở không khí dễ hơn. So yeah, mình rất là thích những ngày nào mà có không khí, có cái trời nắng như thế này, nó rất là kiểu enjoy. Thì mình sẽ đi chạy bộ. Ok, thì trước mỗi lần chạy bộ thì mình sẽ bật cái app lên là Run Keeper, thì nó sẽ track cho mình cái địa điểm mình bắt đầu chạy, cái thời gian mình chạy, cái tốc độ trung bình và cái quãng thời gian kilometers mà tổng cái quãng đường mình sẽ chạy. Cái app này khá là hữu ích cho những bạn nào đang tập chạy bộ ha, thì mình rất là recommend cái app này. Còn chưa được chụp hình nửa giờ nữa mà nó đã rụng lá hết rồi. Nhưng mà even như vậy thì quang cảnh Melbourne vào mùa đông cũng rất là đẹp. Các bạn đã thấy đây là cái clip mà mình quay bằng iPhone của mình. Không filter gì hết nhưng mà quang cảnh vẫn rất là đẹp và không khí rất là trong lành luôn. Nó chả chân, nó chả chạy xong, rất là mệt. Tại vì hôm nay không hiểu sao nên là cảm giác chạy không mất sức nên là hồi hôm qua ấy. Nhưng mà thôi, ít ra thì mình đã thức dậy sớm hơn bình thường và đã ráng lót cái xinh xác mập mạp của mình đi ra ngoài rồi, nên là yeah, it's a good start of the day. Bye bye mọi người. Lần sau sẽ làm những clip khác để về những cái nội dung khác. Vẫn chưa biết là cái gì.